Đặt máy thấy thì mình sẽ đăng cho cả nhà mình xem, cũng như là muốn chứng minh cho cả nhà mình biết là tâm linh luôn tồn tại đó nha. Thì thôi bây giờ mình thắp nhang cái ra ngoài tiếp tục một cái gì khác. Không thấy được. Cái cam mà trắng đen của mình đó. Đặt ngay chỗ đó mình lóc đó cho nó. Lắp nó cho đây. Đẹp lấy gì thì mình thì cả nhà ơi, giờ thì ba anh em cũng như là ở bên góc sáng sáng đó là cái máy mình đang đặt, mình có đặt bằng cúng đó nha. Thì đây mình cũng đặt thêm một cái góc bên này như thế này, thì mình cũng hy vọng là mình sẽ bắt được một cái hình ảnh nào đó về tâm linh cho cả nhà mình xem. Thì bây giờ thì cả ba người mình cũng sẽ đi ra ngoài luôn, đi ra đằng trước đó. Bên kia ngồi đi, chỗ này thấy cái nó yên tĩnh.
30 phút. Bây giờ anh em sẽ kết thúc video luôn cả nhà, cái nhà còn clip tiếp theo nữa nha.